Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi em có một cái thùng đồ đựng đồ nghề nè. Đó, thùng này còn khá đẹp nha anh em, chưa vệ sinh. Đó, dính nó hơi dính bụi với dính bụng. À, đó, thùng thì nước sơn zin đẹp ha, thùng ton bóc. Rồi con này với cái kềm này ha, với một con kềm cắt nè cho anh em mình hành nghề. Còn bình thường anh em cắt mỏ cọc này ha, MCC vô băng. Rồi cái thùng với cái cắt này bán cho anh em 300.000 nha ha, thùng với cái kéo 300, chuyển khoản đủ em bao ship anh em. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em gửi phí ship giùm em ha, nè mọi người nha. Rồi anh em mua thì liên hệ em